Lan Quân xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú mình một cái combo. Và mấy hôm bữa trước á, thì con đã có quay combo 5 chậu 300 ngàn. Thì hôm nay con mới lục được một số chậu và con muốn xuất ra tiếp cho các cô chú mình về sưu tầm. Và hôm trước thì mã số từ 1 tới 6-7 gì đó thì con đã bán rồi. Thì hôm nay thì bên hàng bên con vẫn quay lại mã số đó, nhưng mà con ký hiệu là 1A, 2A, 3A thì các cô chú mình không bị nhầm lẫn với clip trước. Và ngày hôm qua thì con bị bệnh nên con không có đóng hàng được, nên các cô chú mình đặt cái combo hôm bữa chủ nhật á là con chưa có gửi. Thì chiều hôm nay sẽ đóng hàng, tất cả các đơn hàng sẽ đóng đi hết cho các cô chú mình để mình nhận hàng sớm. Tại vì hôm qua con bị bệnh nên con không có thể quay clip và con không có đóng hàng được, mong các chú cô chú mình thông cảm. Và hôm nay thì con sẽ quay cho các cô chú mình mã số 5 chậu là 300.000 combo từng loại luôn. Và trong cái mã số này thì con sẽ lựa cho các cô chú mình tất cả các dòng khác nhau nha cô chú. Từ mã số 1 con sẽ quay tới khi nào mà nó hết clip thôi. Và đây sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây. Và hình cây đầu tiên đây là cây chậm cửu long nha cô chú. Tất cả combo mã số 1 của đều ghi là 1A trên lá nè. Và nếu mà các cô chú mình không biết tên thì con sẽ lấy bút lông, con sẽ ghi từng loại tên trên lá cho các cô chú luôn. Nếu mà cây nào không biết thì con sẽ ghi tên. Đây, giá cũ là 350.000 nè. Con không có nói gian cô chú đâu, con bán xả hàng với giá tiền là 300.000 một combo luôn á. Và cây đầu tiên đó là cây chậm cửu long, một cái mặt hoa có lưỡi rất là to nha cô chú. Và kích thước của nó hiện tại cao nhất là 35 nè. Còn W3 là kích thước là gần 30. Và tán số 1A này dao động mà từ khoảng 25 lên tới 35 cm. Đây là chậm W3 của chú, một cái mặt hoa lưỡi này là lưỡi đậm, rất là đậm luôn á. Còn đây là cây DH98, cái cây này là lưỡi to. Còn cái cây này đó là một cái dòng nhạc búa N. Và cây này là cây 6319. 6319 thì khuôn hoa rất là giống Hòa Bình. Và combo 5 chậu này mã số 1A con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 300.000. Và khi mà gửi hàng đi từ bên hàng bên con sẽ bỏ chậu ra. Con sẽ làm cách nào cho nó cẩn thận cho cây mà nó không bị rứt rễ hư rễ. Cô chú mình về mình trồng lại. Tại vì giá tiền 300.000 mà mình đóng cái thùng này rất là to chú, nên cái tiền cước sẽ rất là cao. Nên con bỏ chậu ra cho các cô chú mình về mình trồng cho nó nhẹ lại. Mã số là mã số 1 và con bán ra với giá tiền là 300.000 cho mã 1 nha cô chú. Combo. Tiếp tục đây là mã số 2A nha cô chú, và nó bao gồm 5 chậu. Chậu đầu tiên đây là một cái dòng chậm cửu long, nó cũng giống mã số 1 luôn, chậm cửu long lưỡi to, kích thước là 40 nè. Và cái giò này dài nhất là 40 và một số thân ngắn ngắn là tầm khoảng 25 nha cô chú. Chậu này là chậu 5 cánh trắng, hồng này là cây này là cây 5 cánh lưỡi đỏ nha cô chú. 115 Gen Honda Live Rudolf Tedizum. Tiếp tục cây số 3 đây là một cái dòng sổ cũng không biết tên. Đây là dòng sổ nha cô chú. Và con nhìn cái thân này thì con nghi là chậm lòng đỏ đó, nhưng mà con có thể là hên xui 90%. Còn cái cây này là cây chậm nét to lá biên, đột biến lá nha cô chú, đột biến lá biên nè. Đây. Chậm nét to lá biên, đột biến lá. Và chỗ này là một cái dòng mà sổ con ghi là không tên, mình không biết tên. Mã số 2A combo 5 chậu từ 25 đến 40 cm. Giá tiền của nó là 300.000. Combo 5 chậu nha cô chú, mã số 2A. Giá 300. 5 chậu. Đã trồng thuần mình về mình chưa là mình trồng lại thôi, không có lo gì hết nha cô chú. Về mình tầm chọc lại. Cô chú mà mình mới chơi dòng giá hạt á thì mua cái này về mình chơi, vừa ngắm có hoa đẹp mình ngắm nè, rồi vừa mà hướng dẫn mình cái cách trồng rất là dễ nữa. Mình về mua gì mình thử nghiệm nha cô chú. Chỉ tầm khoảng 60.000 một chậu thôi, giá rất là mềm. Đây là combo 5 chậu 300. Và đây là combo mã số là mã số 3A. Và cây đầu tiên xin giới thiệu với các cô chú, nó cũng là cái cây cao nhất luôn. Kích thước hiện tại là 35 nha cô chú, 36.7 luôn nè. Và đây là cây chậm thiên long đang có kỳ trên cái thân già nè cô chú. Và chậu thứ hai đó là chậu chậm rồng đỏ, cây này thì đã đứng ngồi đang tuột lá nè, chậm rồng đỏ nha cô chú. Đây. Chậu thứ ba đây là một cái dòng mà sổ con không biết tên và kích thước của nó hiện tại đang là 35 nha cô chú. Và đây là một cái chậu chậm nét to lá biên nè, cây này là cây lá biên nhưng mà do không có nắng nhiều nên lá biên không rõ. Chậu thứ tư đây là một cái dòng chậm barasi của Đài Loan nha cô chú, đã xuống rễ hết rồi. Và hàng này là hàng trồng thuần phải cửa hàng bên con. Và nếu mà cây nào mà cái rễ hư hoặc là rễ như thế nào đó thì con sẽ xử lý sẵn cho cô chú luôn, về cho việc là mình trồng lại thôi. Và kích thước nó dao động từ khoảng 20, nó dài lên tới là 35 cm. Và combo mã số 3A ngày hôm nay là bao gồm 5 chậu. Và trong cái lô này thì có thể sẽ có dây hạt rừng với nhau chú, con bán combo lộn xộn luôn. Barasi nè, chậm nét to lá biên nè, kêu này thì là chậu sổ, rồng đỏ, thiên long, 5 chậu mã số 3A. Con bán ra chỉ với giá tiền là 300.000 cho các cô chú mình về sưu tầm. 5 chậu giá 300 nha cô chú, combo cực kỳ rẻ, giá cực kỳ mềm luôn. 5 chậu 300.000 chỉ với giá tiền là 60.000 một chậu. Đây là combo mã số tiếp tục, đó là mã số 4, đây là dòng 4A nha cô chú. Con sẽ ghi 1A, 2A, 3A, 4A hết. Và cái chậu đầu tiên là một cái dòng chậm lai hạt vĩ mà hoa sổ ra rất là đẹp, lưỡi rất là to nha cô chú. Cây này là cây 5 cánh trắng nè, 5 cánh trắng lưỡi đỏ. Cây này là cây 105.
Còn cái dòng này là dòng châu như F2 bọt gieo hạt nha cô chú. Cái cây này là đã sổ ra rất là nhiều một hoa bọt rồi. Con bán 250 chậu luôn, nhưng mà hôm nay con combo bán 5 chậu đồng giá hết là 300.000 cho 5 chậu. Đây là chậu trầm Thiên Long nè. Đó. Và chậu cuối cùng đây là một cái dòng trầm Thanh Củi nha cô chú. Và cái thân dài nhất của đó là trầm Thanh Củi. Kích thước hiện tại là khoảng 40 nè cô chú. Trầm Thanh Củi là 40. Còn thân tiếp theo là tầm khoảng cỡ gần 40. Tất cả thân còn lại dao động từ khoảng 20 tới 30 cm. Và đây là combo 4A. Giá tiền của nó ngày hôm nay con bán combo 4A này với giá tiền là 300.000 các cô chú mình về sưu tầm. Combo 4A nha cô chú, giá 300. Combo mã số 4A giá 300.000. 4A giá 300 nha cô chú. Combo 5 chậu 4A 300.000, giá rất là mềm, chỉ khoảng 60.000 một chậu thôi. Combo 4A 300.000. Tiếp tục đây là combo 5 chậu tiếp theo nha cô chú. Đầu tiên đây là chậu dải hạt rừng nè. Ở đây là chậu Zo 815 là hàng lai. Cái này là cây trầm Thanh Củi nha cô chú. Thứ ba là trầm Thanh Củi nè. Chậu này đó là một cái dòng trầm Rồng Đỏ. Chậu này đây là một cái dòng hai cái dòng chớp lai với nhau nha cô chú. Cây này là cây chớp Mỹ được lai với cây chớp Nhật á. Và kích thước hiện tại của cái thân dài nhất hiện tại là khoảng 45 và thân trung bình thì đang tầm ở mức là 30 tới 40 nha cô chú. Và combo 5 chậu mã số 5A này thì bên cửa hàng bên con bán ra cũng với giá tiền là 300.000 đồng giá luôn. Để cho các cô chú mà yêu thích cái dòng nào thì mình nhanh tay về sưu tầm. Và tất cả các cây bên con thì cái combo đều phân ra là khác loại hết nha cô chú. Combo 5 chậu nè, chỉ với giá tiền là 300.000 một combo thôi. Giá tiền là 300.000 một combo 5 chậu nha cô chú. Combo 5 chậu 300.000. 5 chậu combo giá 300.000 cho các cô chú mình về sưu tầm. Mã số 5A. Và tiếp tục đây là mã số tiếp theo, đó là mã 6A nha cô chú. Đây là mã 6A. Và cái thân dài nhất của mã 6A này kích thước hiện tại là khoảng 45 và đây là dòng ta gia hạt châu như F2 vô hạt nè. Cây này là cây trầm Rồng Đỏ nè cô chú. Cây này là cây trầm 6 mắt và cây này là cây trầm nét to lá biên. Cây này là cây cái khung hoa này rất là giống khung hoa Hòa Bình, đây là dòng 6319. Và combo 5 chậu này thì con bán ra với giá tiền cho các cô chú mình về sưu tầm đó là 300.000 5 chậu. Chậu đầu tiên là 6319, chậu thứ hai đó là trầm nét to lá biên, chậu thứ ba đó là châu như lưỡi bọt gieo hạt và chậu thứ tư đó là trầm Rồng Đỏ và chậu thứ năm đó là trầm 6 mắt. Combo 5 chậu này con bán ra với giá tiền là 300, mã số là mã số 6, 300.000 combo 6A nha cô chú. 6A giá 300.000 5 chậu. Và đây là combo tiếp theo, mã số là mã số 7A. Đầu tiên là một cái dòng trầm của Đài Loan. Chậu thứ hai đây là trầm đây là Hawaii nè cô chú. Thứ ba đây là trầm Hồng Long. Cái này là cây 6319 và chậu cuối cùng là một cái dòng sổ thân lá rất là đẹp nha cô chú. Và con bán combo 5 chậu này tương đương với nhau tầm khoảng 40 sen và giá tiền mã số 7A này thì con bán ra các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 300.000, mã số là mã số 7A nha cô chú. Combo giá 300.000 5 chậu. Mã số 7A rất là đẹp nha cô chú. Combo mã số 7A giá tiền là 300. Và đây là combo mã số tiếp theo, đó là mã số 8A. Và trung bình kích thước của nó hiện tại đang tạo ở mức là 40 nha cô chú. Cái cây này là cây HO105 nè. Cây này là một cái dòng đơn cơ kìa. Cây này là cây dây hạt trắng đài nè cô chú. Cây này là cây trầm Thanh Củi được lai với đét ở 7. Cây này là cây dây hạt búa nở đỏ nè. Còn cái dòng này là dòng Hawaii. Và combo 5 chậu này con bán ra với giá tiền là 300.000 để các cô chú mình hiện tại mình về mình sưu tầm. 300.000 combo 5 chậu, kích thước là khoảng 40 cm nha cô chú. Mã số là mã số 8A, giá tiền là 300.000 cho mã số 8A. Và số hỏi bên con ngày hôm nay là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4, tuyến Chánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Combo mã số 8A 300.000, mã số cuối cùng.